Được chưa? Em thiếu cái viết, em deploy được rồi đấy, nhưng mà do em chưa viết cái index.html vào cho nên nó bị thế đấy, không sao đâu. Được chưa? Còn bạn nào nữa không? Thầy thầy xem cho em với ạ. Các bạn khác nha, từ từ bình tĩnh chút nha. Các bạn khác này, thì bây giờ tôi vẫn share màn hình này. Tôi sẽ share lại màn hình này. Đây, bây giờ chúng ta có như sau. Các bạn vào mốc API. Các bạn vào lại cái mốc API của mình. Đăng nhập lại vào. Được chưa? Đây, bây giờ các bạn sẽ tạo một cái resource mới. Các bạn đây là room này. Room. Được chưa? Trong cái room này các bạn sẽ tạo ra cho tôi các cái cột như sau, ID này. Đây tôi từ từ tôi kéo như này nhá. Các bạn nhìn kỹ cái đoạn này này, rất nhiều bạn bị nhầm cái đoạn này. Bây giờ cái room này nó thuộc về hotel được chưa? Thì bây giờ các bạn bấm vào đây một cái này. Các bạn trỏ lên trên này, xong bấm cái nữa. Thì thằng room này tự động nó sẽ là con của thằng hotel này. Hình dung được không các bạn ơi? Alo. Vâng ạ. Bạn nào không theo dõi được nói nhá. Đây tôi nhớ tôi Không không bấm gì ở trong đấy ạ. đây nhá, từ từ đã, các cột thì từ từ đã. Đây này, tôi tạo ra một resource mới được chưa, tôi viết chữ à quên nhầm, tôi phải quay lại đã, không một tí nữa lại à, ai quay rồi, ok cảm ơn các bạn. Đây tôi tạo ra một cái resource mới này, đặt tên cho cái resource là room này được chưa. Tôi chưa làm gì với dữ liệu hết nhá, tôi chưa làm gì với cái dữ liệu cả. Sau đó các bạn tạo cái này ra, ok chưa. Sau bây giờ Vâng. muốn thằng room này là con của thằng hotel thì tôi bấm vào đây một cái này. Các bạn nhìn thấy cái đường xanh xanh không? Vâng. Rồi xong rồi mũi tên là kích nó lên trên này. Đó thì thằng room này tự động nó tụt vào trong thằng hotel. Thì thằng room này là con của thằng hotel, được chưa? Ok chưa các bạn? Vâng. Vâng. Rồi ok. Bây giờ các bạn mới tiến hành là edit thì các bạn sẽ thấy là trong cái thằng room này tự động nó sinh ra thêm một cái cột nữa là cột hotel ID. Bây giờ nó là parent ID đó. Ok không ạ? Bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau, đây là tên phòng này, room name, được chưa? Faker, tôi đặt cho nó một cái đặt cái gì bây giờ? Random number đi, được không? Để xem nào, random, đây để đặt cho nó là một cái word đi, được chưa? Đặt cho nó một random word. Tiếp theo là floor, là số tầng. Dạ. Thì tôi đặt đặt cho nó một cái random number. Nó ở tầng bao nhiêu tôi không quan tâm lắm. Được chưa? Đây là ảnh của phòng này. Image Faker là một cái internet. Internet avatar thì cứ để thế tạm thế. Được chưa? Price. Price. Bây giờ tôi cũng để nó là faker, faker để commerce này, price. Được chưa? Ok không? Wow. Đúng Rồi nhé. rồi. Đây các bạn làm luôn giúp tôi đi. Tức là tôi đã làm demo cho các bạn về phần hotel rồi, thì trong bài ngày hôm nay các bạn sẽ làm thế nào đấy để thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cái bảng room này. Hình dung ra không các bạn ơi? Wow. Đấy, rồi các bạn thêm cái này vào đi, xong rồi tôi sẽ để trong thời gian các bạn làm. Còn tôi sẽ đi support các bạn khác. Tạo thêm mới. Cái gì mà thư mục mới? Đâu có ạ? Sao nó đi đâu? Thì là tạo thêm một để chứa cái room thì ạ.
Được chưa? Tạo xong resort chưa các bạn? Được rồi ạ. Xong rồi. Rồi ok update nhé. Đây, xong các bạn set data cho chúng nó. Ví dụ tôi để là 10 cái khách sạn. Nhưng mà có 100 phòng thì nó sẽ tự động nó chia đều ra 10 cái khách sạn này, mỗi mỗi khách sạn có 10 phòng. Được chưa? Hiểu không các bạn ơi? Vâng. Đây nhá, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tương tác với data ở trong các cái phòng này thì chúng ta làm như nào? Đúng không? Bây giờ chúng ta chưa biết cái đường dẫn của nó là gì đúng không? Tôi sẽ demo một cái. Tôi sẽ demo một cái đường dẫn, còn các bạn hiểu cái demo này như thế nào thì các bạn hiểu. Cố gắng làm thôi. Bởi vì khó thì khó chung, sau này các bạn cũng chỉ có một cái đường dẫn thôi. Chứ cũng không ai cho các bạn cái hướng dẫn chi tiết như trên lớp về đâu, đi làm ai cũng thế. Đây. Sẽ có đường dẫn như sau. Đường dẫn của chúng ta sẽ như sau, đường dẫn của API này. Dẫn API này, được chưa? Sược hotel. Sược một, ví dụ tôi vào cái hotel số 1 chẳng hạn, được chưa? Sược rooms. Đó, sao lại not found nhỉ? Reset all đi. Để tôi sẽ để 10 phòng, cho bạn chờ tôi một chút nhé. Chắc có thể là tôi do tôi xóa bố mất cái số 1 rồi, cái ID số 1 rồi. Đây tôi gửi lại này. Đây các bạn nhìn ở đây. Sược hotel, sược 1, 1 là cái ID của cái hotel mà chúng ta muốn muốn xem phòng ấy, các bạn hình dung được không ạ? Rồi, còn cái danh sách room này là danh dạng nó sược room này là nó lấy ra danh sách của tất cả các cái gì ạ? Tất cả các cái phòng thuộc về cái hotel này thì có ID này, có hotel ID 1 này, 1 này, thấy chưa? Room name, đây là room name. Room name, floor nó ở tầng bao nhiêu, được chưa? Đây là cái số random thôi, cho nên là các bạn cũng không cần quá phải quá quan tâm đến nó đâu, các bạn chỉ hiển thị đúng số là được, được chưa? Tiếp theo là cái ảnh này thì tôi đã hiển thị một lần rồi, thì bây giờ các bạn cũng làm nào đấy để hiển thị nó ra. Price là giá phòng, được chưa? Thì các bạn hiển thị giá của nó ra là được. Ok không ạ? Bây giờ muốn xem chi tiết của cái phòng số 1, thông tin chi tiết của phòng số 11 này. Hoặc là để edit chúng ta sược thêm số 11 vào đây. Xem. Đấy, lấy thông tin phòng 11 để update hoặc để xem chi tiết. Ok phần này không các bạn ơi? Đây này, các cái đường dẫn đấy tôi lấy ở đâu? Tôi vào phần edit để tôi xem này. Đây, get này. Làm sao đấy lấy cái đường dẫn này cộng với hotel, cộng với cái ID của hotel bố của cái hotel xong rồi sược room là lấy ra toàn bộ danh sách room. Muốn lấy ra chi tiết một phòng dựa vào ID thì chúng ta bắt buộc phải có ID của hotel và ID của room. Muốn tạo mới thì chúng ta chỉ việc sược hotel hay chấm ID của hotel, sược room và request dạng post gửi cái tập dữ liệu gồm hotel ID, room name, floor, image, price gửi lên ở trong request dạng post này thì chúng ta sẽ tạo được một cái hotel một cái room mới. Hotel ID room và có ID của cái hotel à, của cái room. Request dạng post gửi toàn bộ cái dữ liệu ở của cái room đấy lên thì chúng ta sẽ làm được cái phần cập nhật. Delete thì chúng ta gửi request dạng delete với cái đường dẫn nó như thế này lên là chúng ta có thể là xóa được phòng rồi. Được chưa? Bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ là gì ạ? Hiển thị danh sách, thêm, sửa, xóa các phòng. Thế vậy chúng ta sẽ làm như thế nào với cái đống phòng của mình? Đúng không? Tôi cũng chẳng nhớ cái PT143 13 thấy không? Ừ. Đi đây. Sao lại chưa deploy? À đúng rồi, hôm trước tôi chưa deploy. Sorry các bạn, sorry các bạn. Đây để tôi deploy lên. Hôm trước mày bực mình với thằng Dũng nên là quên không deploy. Tôi sẽ deploy cái code của tôi lên. Đây, tôi sẽ Firebase.login à, cái login này. Rồi. Firebase.init. Tôi chọn hosting. Tôi chọn là using an exist, tức là tạo chọn sử dụng cái project đã tồn tại rồi. Thì nó sẽ liệt kê đây. Tôi chưa chọn rồi, tôi chưa tạo project rồi. Thế vậy thì phải cả chôn C. Init này.
hosting này, tạo project mới này, PT 14313 trừ web. Amo này là web 20 mấy nhỉ? Web 206 trừ web 206, được chưa? Rồi. Phone cho project không có. Đang tạo cái Google platform, Google Cloud platform. Rồi. Tôi sẽ để đây là lesson 11 là thư mục chính. Nào. Nâu luôn. Rồi xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Firebase deploy. Okay. À, có máy được rồi. Đây. Tôi sẽ chạy lên. Đây, tôi vào được đây. Được chưa? Thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ thêm cho tôi một cái nút chi tiết vào đây. Ví dụ như này. Ở trong cái màn hình danh sách này này. Thì ở bên cạnh cái nút sửa chẳng hạn. Thì tôi sẽ có một cái nút là nút chi tiết nữa. Đây. Detail. Detail hotel.html. Button là info. Info đây là nút chi tiết này. Được chưa? Đây nút chi tiết và tôi có một quên, tôi phải deploy lên. Mỗi lần sửa thì phải deploy một lần rồi. Đúng rồi. Không, tức là các bạn cứ sửa máy, các bạn chạy test đi, xong nếu lúc nào các bạn chấm bài ấy, thì phải deploy lên. Vâng. Đây tôi có một nút chi tiết đây đúng không? Đấy thì bấm vào cái chi tiết này sẽ phải hiển thị ra danh sách phòng của cái khách sạn này. Có làm được không? Được. Rồi, ok. Sau đó trong cái màn hình chi tiết đấy các bạn link đến các cái đường dẫn để thêm sửa xóa cho các cái phòng. Ok không ạ? Vâng. Rồi, ok nhá. Đấy, còn đấy các bạn chủ động làm đi, bây giờ tôi sẽ đi sửa lỗi cho các bạn khác. Được chưa? Tôi đẩy code của tôi lên trên GitHub nhá. Rắc rối rồi đã. Tôi không rắc rối thì làm sao gọi là bài assignment? Không phải, ý em là cái rắc rối với cái mở cái Firebase lúc trước em làm thôi. Rồi ok, bây giờ bạn nào đang có lỗi thì báo đi để tôi support cho. Thì xem cho em vậy. Em share màn hình đi xem nào. Nhau lúc này lúc nào cũng đông ấy nhỉ? Sai sai. Ở lớp tận 41 người cơ mà. Cái này của em. Thì thế chưa? Ừ. Đó, ok em. Gọi như nào nhỉ? Bây giờ em lại làm giống cái bạn lúc nãy đi. Em vào remote.google.com, remote desktop.google.com ấy. Đấy. Em vào support đi. Hỗ trợ từ xa đấy. Lạnh quá được điều hòa. Mẹ. Rồi. Tôi làm xong rồi em phải nhớ nhá, nhớ những cái bước tôi làm nhá. Để tránh lần sau đỡ bị ăn chửi oan. Các bạn khác tập trung vào làm bài nhá, bài này sẽ là bài assignment đấy. Còn cái phần validate chúng ta sẽ xử lý sau.
Rồi, ok. Em tắt mic của em đi. Share đổ. Tắt mic đi Dũng ơi. Tôi có mất.
Được chưa? Vâng, được rồi, không cảm ơn. Do cái lỗi lúc nãy của em ấy là do cái việc là em đặt tên thư mục hoặc quên đặt tên cái username của em ấy là có dấu cách. Lưu ý khi mà chúng ta làm lập trình thì không bao giờ đặt tên thư mục hay user các thứ mà có thứ nhất là ký tự đặc biệt, thứ hai là dấu cách, thứ ba là tiếng Việt có dấu. Thì đấy nó là những cái điều tối kỵ nhá. Cái đấy nó là chúng ta sau này cố gắng đừng bao giờ mắc phải. Cái chuyện mà ký tự đặc biệt hay là mấy cái hoa lá cành gì gì đấy cho cái bọn người dùng không biết gì, không phải dành cho lập trình viên. Lập trình viên phải có những cái rule riêng, những cái luật riêng của lập trình viên. Bởi vì các hệ thống làm lập trình á, đặc biệt là nếu mà đã làm với command line CMD ấy, hay là terminal bên Linux, thì chúng ta cái hệ thống nó không chấp nhận cái việc đấy. Bởi vì xử lý nó quá khó, cho nên là người ta rất là hạn chế cái việc làm trong cái việc đặt tên thư mục hay đặt tên file. Rồi còn ai nữa không? Ai gặp vấn đề gì hay cần hỏi gì về cái bài assignment nữa không? Trao đổi nhá. Trong quá trình này một vài bạn share cho tôi cái màn hình nhá, các bạn cứ share màn hình lên, tôi sẽ ơi để xem của em thế nào không? Được. Em share của em đi. Share bằng cái remote đi ạ. Share bằng cái gì? Share trên này này. À ok. Share trên cái Google Meet đấy. Bật quạt đi thì nóng, mà bật quạt lên thì rét. Nó hiểu từ gì? Đồng một giây nhỉ. Đồng một giây nữa. Em mở cái đúng cái đoạn code. Em trên xem mày thêm cái đuôi của cái đường dẫn ấy, sượt index.html vào. À. Đấy. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ ở đây ạ. Là gốc em. À được rồi. Thế ơi, để xem mới ạ. Cứ xe đi. Có khác cái bọn này. Em đang làm gì ấy? Yên. Từ từ em quên mất cái đường dẫn rồi. Thì em tìm lại. Thầy ơi em ạ. Cái code nó bị lung tung kiểu chỗ thụt chỗ lồi ấy thì nhấn. Thì làm sao để format nó đúng không? Nút gì để à, được. Thôi thì tôi chẳng bao giờ tôi xảy ra tình huống đấy, nhưng mà tôi chỉ được chờ tí nhá, chờ tí để Yên nó làm đấy. Vâng ạ. Đấy, thì nó gửi cái HTML format như kìa. Cái của em nó vẫn như này này ạ.
em deploy lại nhưng mà nó không được. Sược thêm cái đuôi index.html lên trên đường dẫn ấy, viết thêm dấu sược vào được đúng không, index.html. Đó. Em mở cái sửa code của em ra tôi coi nào. Có phải là mình thật là mình khi nhấn nút chi tiết là ra chi tiết của cái phòng đấy đúng không ạ? Là ra danh sách phòng của cái khách sạn đó. Đúng rồi ạ. Em mở sửa code của mày Yên ơi. Mở code à? Ừ. Em mở cho tôi cái file em đã deploy đâu? Em chưa deploy. Và vì em đã deploy rồi thì nó sẽ có file bay.json. Ở đây em không có, em mở cmd lên thế nào? Đây. Từ nha, bình tĩnh để ngó cái nha. JavaScript 2 rồi. Em file bay.init đi. Y đúng rồi, hosting cái rồi em viết chữ S11 ra rồi no tiếp no rồi em file bay cách deploy. Em thấy nó xuất hiện cái file là file bay.json chưa? Rồi. Đấy, em file bay.init cách init thì nó mới xuất hiện cái file đấy. Rồi em vào lại cái đường dẫn của em đi. Trên web ấy, trên trình duyệt đấy. Reload. Đấy, thấy chưa? Ok được rồi. Ừ. Rồi còn ai nữa không? Còn bạn nào nữa nào? Phạm Minh Hiếu xem màn hình đi em ơi. Xem tình hình đang làm ăn làm lụng đến đâu ạ? Chỉ xem màn hình thôi. Vâng. Hàng ngày có vẻ chống đối nhỉ? Đấy em đang gì đấy? Cũng muốn nằm trong số 75% sinh viên học lại môn này đúng không? Không phải ạ. Này, tôi xem bằng code như nào rồi. Tôi kinh, sao đã làm đến ad room rồi, ghê vậy. Dạ. Làm đến ad room rồi, ghê vậy. Cái sâu ghê rồi, có cái gì đâu thầy. Ghê thật. Cho tôi xem cái phần là đi chọn cái hotel ID của em xem nào. Cho tôi xem dạ. cái màn hình em đang làm. Em đang nghĩ cái đấy ạ. Em định làm như nào? Chắc là em sẽ show tất cả. Show được gì? Em dùng ASIOS để show hết ra xong rồi em click vào chọn chọn ID hoặc là chọn tên nhỉ. Thì nó thành cái value của cái dòng select nhỉ. Value của dòng select là cái gì? Chẳng hiểu gì. À tức là select option này. Vâng. Ừ, thế đúng rồi. Cái hotel ID thì em đặt name nó là hotel gạch dưới ID ở đây em sao lại name là hotel SC kia. À không, đây em chỉnh lại. Tiếp tục làm đi. Mày làm nhanh này thì ai mà theo kịp được.
Dũng làm bài đi Dũng. Thế em đang làm đây, nhưng mà em chỉ đang cấm mở, không biết là cái đi theo đi tết phòng ở khách sạn thì có cần cái ASIOT không? Là sao? Tôi chưa hiểu câu hỏi. Em là có cần phải có cần ASIOT có cần làm ASIOT không ạ? Không có, không có, em lấy dữ liệu kiểu gì? Ở trong tất cả các màn hình này có màn hình nào không lấy dữ liệu không? Tôi tiếp tục share nhé, tôi đi vệ sinh phải đã. Đấy nhá, các bạn cho mình xem cái phần list room được không? Lum chỉnh lại cái URL ấy là được mà. Thì là vẫn giữ nguyên như kiểu home thôi ạ. Vẫn giữ nguyên cái của hotel ấy, xong rồi cộng thêm cái ID. Cộng thêm cái ID. Đây cái dòng 42 này. Rồi. Để cho tôi xem cái phần cái list room mà nữa không, tại bây giờ tại xem cái vào xem cái đường dẫn móc móc API của nó được không. Vấn đề hotel à?
gửi luôn code cho Dũng anh hiểu ạ. Ừ. Đấy, xong ông ghép ghép cái URL room ra được. Ông làm ơn ông thêm cái class form control vào trong cái thẻ select của tôi cái. À vâng. Đang viết đúng rồi sao lại xóa đi? Từ từ em đang xem lại xem chuẩn không ạ?
Em thấy cái gửi dữ liệu này thì vẫn là cái URL kia không ạ, hay là cái khác ạ? URL nào? Em đang làm cái chức năng gì đã? Em đang tạo tạo phòng gì ạ? Tạo phòng gì? Vâng. Em mở cái mốc API ra em xem. Em xem. À, thằng này còn đang xem Netflix cơ mà. À. Kinh thần. Tạo là post ấy, là cái thứ ba ấy. Đấy, em phải lấy được cái ID của hotel rồi, rồi mà cái ID của hotel đấy em biết là cái gì không? Đây à, nó là cái nào? Sai rồi, nào bây giờ cái value kia đúng không? Ở đây cái request API, cái biến request API của là data đúng không? Dạ. Đúng không? Vâng ạ. Em xem lại nhá, em xem lại các cột ở trong cái phần mốc API ấy, em đang bị sai đấy. Sai ạ. Ừ. Kéo xuống. Đấy, tên các cột nó như này mà. Hôm nay em có chưa? Có rồi ạ. À. Rồi, tiếp tục cái khác. Price chưa? Price, đúng rồi. Email. Rồi. Ngồi. Tiếp. Floor. Rồi, tiếp tục. Hotel ID. Hotel ID. Đây ạ. Rồi ạ. Chưa? Chắc không? À. Rồi. Để dẫn đến cái đấy sửa tên biến thì ở dưới cũng sai. Cái này ạ. À thế đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thêm một cái nữa là tên biến của em ấy. Em nhìn thấy cái tên biến của em không? Đây ạ. Không, cái tên biến request API em xem tên biến nó có ý nghĩa gì. Tên biến nó ý nghĩa của nó là gì? Nếu dịch sang tiếng Việt. Nhờ gửi dữ liệu API đúng không? Ừ, nó là gửi dữ liệu lên API chứ nó có phải là data đâu. Đúng không? Em đặt tên biến là request data. Không, cái tên biến ở trên ấy. Này à? Cái đúng rồi, cái đấy. Nào, đặt tên biến như nào? Đúng rồi. Đấy nha, đặt tên biến nó phải có ý nghĩa. Vâng. Chứ đặt tên biến nó sai ý nghĩa hoặc là nó không có ý nghĩa gì là hỏng. Rồi chạy thử đi xem nào.
ID bằng hotel ID, hotel ID của cái Slack ấy. Hay phải cộng đi gì mà hay là không biết, em code chứ tôi có code đâu. Nó không mang. Không mang gì, cứ tự nhiên mà làm. Biết dấu chấm vào là biết là đang lẫn giữa PHP với lại JavaScript rồi. Lú. Anh nhiên lú. Thử đi. Nó không redirect. Vâng. Thế vậy thì em phải xem cái data status text kia kìa. Nó trả về cái gì? Và đâm cái data ra, à console log cái data ra. Có biết console log cái data ra ở đâu không? Cái biến data ấy. Vậy ạ. Ừ, console log cái đấy ra ở đâu? Reload trang đi. Thế được rồi. Em đang làm ở thế nào ấy? Kìa kìa, em nhìn thấy cái dòng 75 của em đang return phone được không? Return rồi thì còn nó còn chạy ở dưới nữa đâu. Chưa? Rồi ạ. Thì sao thì nhập đổi vậy? Rồi hôm nay em bấm hai phát đúng không? Vâng. Xóa một cái đi xem nào. Chưa xóa đúng không? Xóa được rồi ạ. Bật mục tiếp đi. Xóa mấy cái rồi. Rồi, tiếp tục tạo mới đi.
Rồi người khác thử thế nào, Đinh Văn Thi. Cho màn hình đi xem nào. Sao rồi Đinh Văn Thi? Không có ở đây luôn à? Rồi sẽ không điểm danh. Em cho thầy. Gì? Chỗ em nó vừa mất điện, thầy cho em xin nghỉ sớm ạ. Sao lại thế nhỉ? Gửi thông báo mất điện ở đây. Đây ạ. Đâu? Đâu thế? Thầy đợi tí em đang chụp, đang đang nhập Zalo vào. Rồi, Nguyễn Thị Thùy đâu rồi? À. Share màn hình đi em. Em đang bị sai. Sai thì cứ share đi. Bao giờ cần cầu cứu thì nói nhá, còn tôi thì ngồi tôi xem cô làm thôi. Vâng ạ. Tạo phòng mà lại không không cho người ta chọn cái hotel thì là sai rồi. Em xem ở trong cái mốc API, cái dữ liệu của cái room nó gồm những cái gì thì em phải có đủ giao diện để người ta nhập dữ liệu vào những cái đấy. Nhập cả cái này thôi. Ừ, tất nhiên.
ID này. ID đấy phải làm như nào? ID thầy cứu cứu em. Cứu gì? Cứu cứu. Lấy cái ID này. Cái ID này là cái ID của hotel rồi. Cái chỗ đấy thì cô phải chuyển nó thành thẻ select. Đúng không? Hiểu không Thuy? Ta lại section. Nào option là cái gì? Bây giờ option nó sẽ là cái gì? Bảo Thuy. Option này là sẽ là cái ID của cái hotel mà nó vừa chọn đấy. Vừa chọn nào? Đây là tạo mới thì đâu ra mà vừa? Nó sẽ binding từ cái gì? Cái hotel đấy ra. Khi hotel đấy là hotel nào? Em phải làm rõ. Khi nó tích chi tiết thì cái ID đấy sẽ nó sẽ ở đây. Thế vậy còn những cái hotel khác thì không được chọn à? Hả? À rồi. Bây giờ em sẽ làm cái này như nào? À, Thuy. Em không biết làm. Đây nhá. Đó. Cái op cái select này là cái thẻ select dùng để chọn cái hotel mà em sẽ tạo mới cái phòng này và thuộc về cái hotel đấy, đúng không? Đúng không? Phải không Thuy? Vâng ạ. Thì bây giờ tôi mong muốn là khi mà tạo ra thì nó có thể là được lựa chọn bất kỳ một cái hotel nào, tức là cái phòng mới này này nó có thể thuộc bất kỳ một hotel nào mà tôi chọn ở trong cái thẻ select này, đúng không? Ừ. Thì như vậy thì em phải lấy ra danh sách của hotel. Sau đó là em dùng cái forex data giống như ở trong cái bảng ở cái index ấy. Em sẽ ném những cái dữ liệu em lấy được của tất cả các hotel vào trong cái phần option này. Mỗi một cái hotel là một option. Có được không? Làm đi. Bỏ cái option này đi. Đặt đặt name cho cái thằng select cũng như là đặt set class cho nó. Cái gì mà class ABC ăn vả bây giờ này. Này mà mang tiếng đi code HTML CSS. Làm gì? Cái thẻ select này nó nằm trong form group thì nó phải là class gì? Như nào thầy? Con bé này có biết dùng Bootstrap không? Úi giời ơi, có biết dùng Bootstrap không Thùy? Có thầy. Có mà ở trong cái thẻ select nằm trong cái div form group thì không biết đặt class là gì?
Sốt thầy. Ôi rồi ôi. Chết mất thôi. Ôi rồi ôi. Ăn cứt rồi. Đứa nào vừa thử nhé. Nó gửi đúng nhưng cô phải hiểu đúng cơ. Hà nó đang cười, đang sỉ nhục kìa. Có gì nhục hơn này khi bị Hà nó sỉ nhục. Đấy, tất cả mọi người đều biết trừ mình ra. Ở đấy nghe sao? Là như nào? Có thịt chán cho vào đây ạ? Cái name của nó đâu? Rồi giờ sao? Phạm Minh Hiếu rồi, vào cứu nó đi Hiếu ơi. Dạ. Cứu nó đi này, nó đang đến cái xe lấy rồi này, giờ làm gì nữa? Viết ở script đoạn forex. Script nào nó đã lấy được danh sách hotel rồi mà script? Chưa lấy được ạ. Đúng không? Đó, nó chưa biết làm gì nữa. Bạn lấy cái danh sách hotel như ở trong cái list list room ấy là được, à, như ở trong cái list hotel ấy là được. Phải index ấy. Đấy, bên nguyên cả đoạn ASIOT GET IP URL. Đấy. Đấy, sau đó sửa sửa cái đoạn TR đấy thành option. Nào, trong thẻ option thì thuộc tính value là nó mang ý nghĩa gì hả Thùy? Value của nó ạ? Ừ. Là giá trị ạ? Giá trị đấy để làm gì? Ừ. Cái giá trị đấy em nghĩ nó dùng để làm gì? Dùng để chọn thôi ạ. Ôi ôi. Cho nghĩ kỹ đi. Em còn không hiểu ý nghĩa của các thẻ và các thuộc tính cơ bản như này thì làm sao mà em đi code được? Cái chỗ em đang viết ấy. Vâng. Nó là hiển thị lên những cái giá, những cái text mà người ta sẽ lựa chọn. Còn cái value ấy là cái giá trị thực sự sẽ gửi lên trên server. Em hiểu không? Rồi đúng rồi. Úi giời, lại vứt đi rồi. Từ 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 từ. ID hotel. Lấy cái đấy có đúng không? Lấy cái đấy có đúng không? Nghĩ cho kỹ đi. Lấy cái này vẫn không. Đấy, xem ấy, nó là cái gì? Dữ liệu của cái số, gì? Số, số. Số cái gì mà số? Dữ liệu cái em an tác sang bên kia đi, em an tác sang bên còn lại, cái bên em vừa xem ấy, cái trình duyệt ấy. Đây đây là dữ liệu của cái gì? Của room.
Nhưng mà em đang cần lấy danh sách của cái gì? Của hotel. Em xem đây có đúng không? Đấy. Em cần lấy ra cái gì và cái gì? Cần lấy ra cái ID này. Đúng rồi, và và cái gì nữa? Và cái gì nữa? Cái gì để người ta nhìn thấy và hiểu được? Cái tên của hotel đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, thì ID thì cho vào đâu? ID cho vào cái chỗ nào trong cái thẻ option này? Hả? ID cho vào đây. Đâu? Cho vào đâu? Đâu đấy, đúng chưa? Chắc chắn không? Chắc chưa? Chắc ạ. Ừ, sai. Đây nhá, em nhìn cái màn hình của tôi cái này. Em dừng lại, tạm thời dừng lại đi đã. Em sắp tẩu hỏa nhập ma và điên đến nơi rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Em đang hổng rất nhiều kiến thức cơ bản về về HTML chứ đừng nói là JavaScript. Đấy nhá, xem này. Đây. Tôi có một thẻ select này. Được chưa? Trong thẻ select thì nó sẽ có các thẻ option đúng không? Được. Rồi, trong các thẻ option thì nó luôn luôn có hai chỗ để chúng ta phải điền giá trị. Một chỗ là cái này và một chỗ là cái này. Nhìn thấy con trỏ chuột của tôi không? Rồi. Rồi bây giờ ví dụ em điền số 1, số 2, số 3, số 4 vào đây. Ví dụ đây tôi để là thẻ H2 là danh sách khách sạn. Và ở trong các cái value này tôi để là FPT Hotel, rồi thì Thiện TH Hotel, rồi thì gì nhỉ, Loan TT Motel, đấy, rồi thì Mai DTT Hotel. Rồi bây giờ người dùng sẽ nhìn thấy cái danh sách 1, 2, 3, 4 này, họ có hiểu gì không? Không ạ. Thế cái 1, 2, 3, 4 này là viết ở đâu? Nên là cho vào trong cái value kia, đúng không? Đúng rồi. Thì đây, thì cái 1, 2, 3, 4 này nó có phải là cái ID không? Ừ. Vâng ạ. Hiểu vấn đề chưa? Những cái này nó có quá khó không Thùy? Không ạ. Ừ, thế tại sao không làm được? Ừ. Text như này thì người ta mới hiểu được chứ em. Đúng chưa? Vâng ạ. Rồi, làm đi. Trời ơi, có cái này mà bây giờ vẫn còn đang ngáo ngơ. Đi làm chắc bị chửi nhiều lắm. Rồi, lại xem màn hình tiếp tục. Đâu rồi? Đấy, em làm xong rồi. Em làm theo kiểu là khi người dùng ấn vào cái khách sạn khách, khi người dùng ấn vào hotel nào đấy thì người ta có thể thêm được zoom ở trong cái hotel đấy, không phải select ra cái tất cả hotel đó đâu. Đây. Ừ, được, và em sẽ bị trừ điểm. Sao trừ này? Tôi thích trừ. Gì đấy, sao lại thêm mới, em back lại cái màn hình web, màn hình trình duyệt xem nào. Back lại đi. Đây là cái gì đây, back lại nữa đi xem nào. À rồi, bấm vào chi tiết đi. Rồi ok, thêm mới phòng đi. Sao vậy chứ? Trời ơi. Cái API URL của em có giá trị không? Đâu? Đấy đang là cái đường dẫn gì đấy? Thảo Thuy?
Dạ. Cái API URL nó đang có giá trị gì em có biết không? Nó đang là cái room ạ. Ừ, đang là cái đường dẫn đến room đúng không? Dạ. Rồi em kéo lên trên đi. Nó có hai cái dòng số 51 và 52, em có hiểu ý nghĩa của nó là để làm gì không? Cái này lấy ra là em vẫn chưa hiểu cái này, hai cái này. Ừ, thế tại sao buổi hôm qua không hỏi nó là cái gì? Hôm qua lúc đấy em bị lúc ấy em ra ngoài một chút xong rồi em... Ừ, tôi có video mà. Em chỉ xem lại cái chỗ phần deploy lên server deploy lên. Thế bây giờ nha, em muốn biết nó là cái gì ấy thì em enter xuống dòng đi. Enter xuống dòng này, em console log nó ra, console log cái ID ra là được. Rồi, em chạy đi. Bật F12 lên là được. Vào tab console đi. Đấy, nó ra cái đầu tiên kìa, cái null kìa. Rồi bây giờ em kích vào đường dẫn đi. Làm gì? Tôi bảo kích vào đường dẫn thì em cứ làm đi. Em kích vào đường dẫn ấy, thêm vào đường dẫn cuối cùng của cái đường dẫn ấy. Có biết cái đường dẫn là cái gì không? Đấy. Kích cái nữa. Rồi, hỏi chấm ID bằng. ID bằng 1 chẳng hạn. Enter xuống. Đấy, có nhìn thấy số 1 không? Để nó lấy cho cái ID số tự 1. Đúng rồi. Nhưng mà cái đường dẫn lúc đầu của em có cái đấy không? Không ạ. Thế vì sao không có? Tại vì nó là hotel thì làm sao có. Thế bây giờ phải thêm vào thì mới có. Lại luyên thuyên rồi. Em mở trình duyệt ra đi. Em back lại đi. Nữa. Rồi, bây giờ em hover vào cái chữ thêm mới. Rồi. Không, em chuột phải vào cái chữ thêm mới đi. Chuột phải vào. Inspect. Rồi, em nhìn cái đường dẫn. Thấy gì không? 13. 13 cái gì mà 13? Thiếu cái ID 13 đúng không? Đúng không? Vâng. Thế bây giờ làm sao để thêm vào? Em nghĩ thử cách nào xem mình sẽ thêm vào bằng cách nào. Thêm vào ở phần... Phần nào? ID shop. Hả? À? Gì? Thì lấy cái ID vừa rồi. Ừ, xong sao nữa? Lại quên hết rồi. Đây rồi, lại xin lỗi của tôi. Nhìn thấy màn hình của tôi chưa? Rồi đây. Ok đây nhá. Ví dụ em có thẻ A. Giá grab bằng đây là thêm mới. Đúng không? Em có cái đường dẫn là f-hotel.html. Dạ, bây giờ em inspect cái này. Đây. Em sẽ nhìn thấy cái đường dẫn của nó là f-hotel nhá. Đâu nhỉ? Đây, cái đường dẫn của nó f-hotel. Dạ. Nhưng mà bây giờ ở trong cái thẻ script, tôi viết một thẻ script ở đây. Hôm nay tôi có một ID bằng 100 đi. Bây giờ tôi muốn ép thêm cái số 100 này vào đuôi của HTML này. Làm thế nào đấy để dùng JavaScript để ép được vào cái đuôi của thằng này. Thì mình sẽ làm như nào nhỉ? Tôi comment vào đây nhá. Bước 1 là lấy cái giá trị thật của cái thuộc tính href trong thẻ A. Sau đó là chúng ta gán cho nó vào một cái biến.
này có làm được không? Nam liệu có làm được không? Lấy giá trị của thuộc tính ra. Chỉ lấy cái đoạn này thôi. Có lấy không? Không thầy. Không á. Rồi tôi sẽ lấy cho em xem. Ví dụ mình sẽ có va a tác đi. A tác. Ví dụ tôi đọc cho cái thẻ A này một cái ID đi, hiểu không? ID bằng target add link. Rồi. A tác này bằng document.querySelector tăng add link chưa? Rồi không thì tôi viết luôn cái ai vào cái link URL đi chưa? Add link này chấm dạ get attribute rep và tôi tiến hành là alert ra link URL. Nó không alert được. Nhìn đây. À, get attribute. Cái này thì tôi sẽ phải hình như là cái này tôi chấm mất rep được. Thấy không? Thấy không? Được rồi. Ừ. Được chưa? Được chưa? Nhìn thấy rồi ạ. Rồi, thì có lấy được ra không? Có. Đó. Thế bây giờ tôi có cái link URL dạ cộng bằng với lại cái chuỗi. Đây, tôi viết như này đi. Phải chấm ID bằng đô la đóng một khoảng nhỏ. ID. Dạ. Dạ, tôi console log nhá. Console log ra là link URL. Nhìn thấy cái đường dẫn này không? Có. Thế có phải là mình thêm được vào rồi không? Từ cái này cộng với cái này mình ra cái link này. Có lấy được không? Ok chưa? Ok rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ gán lại cái giá trị link URL mới này vào đây nhá, vào đây. Được chưa? Thì mình sẽ có gì? Ví dụ như tôi sẽ copy lại nguyên cái chỗ này. Chấm và phải nhầm bằng cái link URL. Được chưa? Và bây giờ mình xem này. Nào. Có được không? Được. Ừ. Đây, tôi ném cho em vào trong cái phần này. Có rất nhiều cách làm, ví dụ như của Đăng nó cũng làm đúng kìa. Đấy, lại xoay màn hình, tiếp tục làm. Mình yếu ở đâu thì mình sửa thôi. Yếu mọi chỗ. Cái phần chi tiết nó có bị sai không? Từ từ, em chưa đến lượt, cứ bình tĩnh để xem của bạn Thùy đã, nhá. Tại cái người dân theo dõi bài của bạn Thùy đi. Không được, mở ra thì mở cái chi tiết ra là cũng không. Hình như Dũng ơi, em không bao giờ em nghe tôi nói gì đúng không? À, xin lỗi, cảm ơn. Thùy tiếp tục đi em. Yếu mọi thứ thì sao này? Yếu mọi thứ thì học mọi thứ, có gì đâu. Chứ bây giờ bảo là xấu thì không lấy chồng à? Hả? Lấy. Ví dụ xấu thì Hà thì bảo nó không lấy chồng à? Ừ, thì lấy vợ rồi. Hà nó bảo nó lấy em rồi. Thì lấy vợ rồi. Thôi trật tự đi. Đấy, em làm ở trang Adroom em làm nào? Em phải xử lý ở trên đầu ấy. Đầu ở bên đấy, đúng rồi. Sau khi em lấy được cái ID đúng không? Vâng. Em phải viết, đấy em xóa cái console log đi.
Rồi bây giờ coi như là em đã có cái biến ID rồi nhá, giống như trong cái ví dụ của tôi ấy. Rồi thì bây giờ em làm tiếp cái đoạn còn lại. Đấy, dùng của thằng Đăng cũng được ấy kìa. Em tìm đến cái thẻ A đấy, xong em chấm set attribute. Tìm thẻ A như nào thì nó bằng cái document query selector. Em đặt cho cái thẻ A thêm mới một cái đường dẫn, một cái ID đi. À không, cái này em làm sai rồi, cái này em phải viết ở trong file index, lưu cái này xuống tạm thời đi đã, lưu xuống đấy. Lưu xuống. Danh sách, à detail hotel, em mở file detail hotel cho em sửa đi. Đấy. Kéo giữa, à đúng rồi, đặt ID cho nó. Rồi. Viết ở đây hay là viết ở đằng kia? Viết ở đấy. Copy cái đoạn document red document query selector trước. Em bỏ cái đoạn này đến href đi. Mà thôi rồi, em làm nào cũng được, để tính xem kết quả chứ tôi không can thiệp. Em cứ làm đi, em cứ làm theo ý em đi. Em thấy update cái file bay nhau thầy ơi. Deploy. Lưu code xuống rồi deploy lên. Chứ làm nào nữa. Cái gì đấy bà Thủy ơi. Tôi đang viết đúng rồi bà lại còn cố tình bà xóa đi và viết sai lại nữa cơ. Ê mày kinh. Đấy rồi lưu xuống đi. Rồi chạy đi, chạy lên trình duyệt đi, lưu đi, lưu chưa? Rồi. Rồi chạy lên trình duyệt đi xem nào. Đi load trang đi. Em hover vào cái thẻ thêm mới xem nào. Vẫn chưa có, reload lại trang đi. Chưa có, đang chết chết code ở trong console này cả. Tab console đâu. Đấy. Error file not found cái gì kia, bấm vào đấy nào. Nó dòng bao nhiêu đấy? Cái gì đấy? HTTP HTDH là cái gì? Đấy là cái gì đấy? Ở HTML dòng 53. Này là cái gì? Index. Em đang mở cái file detail hotel mà. Đóng 3. Chẳng có cái gì cả. Em mở lại trình duyệt đi xem nào. Đây là file index.html. Em bấm vào chi tiết đi. Chi tiết cơ mà. Chi tiết đâu? Có nhìn thấy cái chữ chi tiết không? Đâu thầy? Button chi tiết ở trên cái giao diện đấy. Lú rồi con mày, bắt đầu lú rồi. Rồi, mở làm gì đây? Mở console ra. Kết một thổi code JavaScript như này. Đây, thấy được rồi thầy. Được cái con khỉ. Nó đang báo là cannot read property href of null integer. Ôi rồi chờ tí tôi điểm danh đã. Chết mất cái đội này. JavaScript mà như này thì sau này làm sao được. Cố gắng lên chứ. Chứng tỏ là em về nhà em luyện code rất ít đúng không Thùy? Vâng ạ. Đấy. Đấy là hậu quả nhãn tiền ngay lập tức.
Đặc biệt thằng JavaScript là nó rất hay bị quên, quên nhanh lắm. Mình không luyện liên tục là mình chết. Rồi, điểm danh nhá, Nguyễn Đăng Trung. Có không? Văn Ánh. Tú Tú. Văn Nam. Bích Thảo. Tâm Thành. Trung Hiếu. Thùy. Viết Tú. Tuấn Anh. Trần Thị Yên. Duy Đăng. Việt Hoàng. Vũ Dũng. Phạm Ngọc Anh. Lê Anh Tiến. Anh Thái. Bá Tú. Bá Tú. Duy Hiếu. Có không? Đức Hải. Ngọc Quang. Văn Khương. Mai Thu. Rồi ok. Trung Nam. Trần Văn Quang. Đinh Văn Thi. Bạn này hôm nay không không trả lời. Lúc nãy tôi gọi em để xem em làm đến đâu, em không trả lời. Lê Đình Vinh. Lê Bảo Quốc. Không biết khi nào em ra ngoài hay em làm gì em phải báo với tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận điểm danh cho em bằng mọi cách, nhưng mà em không thông báo gì. Đến tôi đi ra ngoài tôi vẫn phải xin các bạn cơ mà. Em rút kinh nghiệm lần sau nhé. Bảo Quốc. Đức Thuận. Nguyễn Công Tuấn. Bá Hưng. Lâm Đỗ đây rồi. Hồ Trọng Toàn. Hồ Trọng Toàn. Thành Vinh. Đinh Công Tuấn Anh. Quang Đạt. Vương Chí Hiệp. Lê Đức Huy. Nguyễn Tiến Tuân. Tiến Tuân. Cao Thị Tung. Phạm Minh Hiếu. Rồi. Còn bạn nào chưa được điểm danh không? Rồi ok. Rồi, tiếp tục quay lại bài thi. Để xem nào. Em chuột phải vào cái chữ thêm mới đi. Inspect cái chữ thêm mới đi. ID của nó là Adlink đúng không? Yeah. Viết thường hết đúng không? Đúng không? Đấy, copy cái đấy đi. Rồi, em mở code ra. Adlink như của em viết đúng hay sai? Thấy chưa? Rồi, lưu xuống, chạy đi. Rồi, sao? Đường dẫn thế nào? Sao? Xem cái đường dẫn này, ở trong cái phần element này. Nhìn thấy đường dẫn không? Thấy hỏi chấm ID chưa? Ô, con bé này, tự nhiên tắt mic à? Vẫn không hiểu gì sao? Em nhìn thấy rồi mà. Ờ, nhìn thấy rồi. Rồi giờ làm gì nữa? Giờ nó có đường dẫn rồi. Bấm vào thêm mới. Vâng. Rồi giờ thêm mới thì em đang bị lỗi ở console kia kìa. Tab console của em đâu? Đấy. Rồi từ từ nha. Vâng. Add room này. Em đã lấy được cái ID ở trên đường dẫn rồi đúng không? Vâng. Rồi, từ từ đã, kéo xuống dưới, sao cứ hùng hục vậy? Làm gì cũng phải từ từ. Chứ không phải em cứ nhanh chóng chóng, nhưng mà em không biết lỗi của em ở đâu, em cũng không giải quyết được đâu. Còn đấy, bây giờ nha, em nhìn cái API URL của em kìa. Vâng. Nhìn nhau. Rồi. Rồi, ok. Cái đấy để làm gì? Cái lấy là lấy ra cái ID của cái phòng đấy. Úi dồi ôi, ID cái của phòng. Cái phòng của cái hotel đấy. Đấy. Rồi, sai luôn. Không phải lấy cái như nào nhỉ? Cái file này dùng để làm gì? Cái này à? Em nhìn tên file ấy. Ý nghĩa của tên file em đang làm ấy, ý nghĩa của nó là gì?
Add room ạ. Để làm gì? Tóm lại để làm gì? À, để thêm thêm phòng ạ. Đúng rồi, thêm phòng đúng không? Được chưa? Bây giờ em thêm phòng, nhưng mà em phải biết là em phải thêm vào trong cái khách sạn nào đúng không? Đúng ạ. Ừ, nhưng mà bây giờ em đã biết là em sẽ chọn cái khách sạn nào để thêm chưa? Chưa. Đấy, thì thế nên sao em để cái ID vào đây được? Phải không? Phải ạ. Rồi, thế vậy thì em xóa từ cái đoạn mốc api.io sược hotel cuối của cái đoạn này đến đến hết cái dòng này đi. Cái đóng ngoặc đầu tiên ấy, con hình như không nghe thì tôi nói gì sao ấy. Nghe có bị rè không? Không ạ. Mốc api.io sược hotel xóa từ cái kết thúc của cái chữ hotel đấy đến cuối dòng. Rồi xóa đi. Được chưa? Được chưa? Tự tin lên thế nào? Làm gì mà rón rén vậy? Vâng ạ. Rồi. Bây giờ cái đường dẫn này, cái API URL này nó có ý nghĩa gì? Có biết không? Thì nó là cái đường dẫn để lấy danh sách tất cả mọi thứ của hotel. Tất cả mọi thứ của hotel là cái gì vậy? Thì làm gì có đường dẫn nào nó kỳ dị vậy? Em định nghĩa lại cái đường dẫn này nó để làm gì cho tôi xem nào. Là cái đường dẫn này nó chỉ là cái đường dẫn ra cái này thôi thầy. Cái này là cái gì? Đừng có nói chuyện cái này cái đó với tôi. Đây 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 đây. Đây ạ. À? Đây là cái gì? Tôi đã nói là đừng có nói chuyện cái này cái đây cái đó với tôi. Hãy giải thích một cách rõ ràng ra. Lấy hết các... Sau này bảo là một thằng nó bảo anh ấy với em có được không, mặc dù nó muốn đi đăng ký kết hôn, cô có đồng ý không? Chắc chắn là mình không rồi đúng không? Biết nó muốn làm gì với mình, nó chở mẹ sang Trung Quốc nó bán để làm nào, đúng chưa? Rồi ạ. Thế nên là khi mà em làm bất kỳ một cái việc gì, em hãy giải thích một cách rõ ràng đường dẫn này để làm gì, chứ không thể nào ấy được cái này để ấy nó ra, ấy nó là cái gì? Để nó lấy tất cả những cái đây. Cái đây đây. Đây. Đây là cái gì? Em không cả biết được cái này nó là cái gì cơ. API. API á, sai rồi. Không, vậy, đây đây đây, đây là lấy cái dữ liệu. Liệu thì tất nhiên là API để lấy dữ liệu rồi, những dữ liệu của cái gì? Của hotel ạ. Của hotel, của một hotel, của nhiều hotel. Của nhiều hotel. Nhiều là bao nhiêu? Nhiều là thấy thích bao nhiêu cũng được. Ê, luôn nhá, tôi đố cô lấy được 2 cái. Giờ cô làm nào để lấy cho tôi được 2 cái ra. Tôi đố cô lấy được đấy. Đây. Đâu? Thôi. Cô định bôi đen ném vào mặt tôi à? Không ạ. Ờ, thế giờ lấy kiểu gì ra 2 cái? Thế nó có phải là lấy 2 cái, lấy thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu được không? Không ạ. Thế vậy thì nó lấy bao nhiêu? Nó lấy một hotel. Một hotel, một đống data như này mà kêu bảo một hotel. Hả? Hiểu chưa? Nó lấy hết ra chứ không phải là chỉ 1, 2 hay 3 đường dẫn, lấy một nó có đường dẫn khác. Và ở trong cái mốc API này nó không có cái nào để giới hạn ra lấy 2, 3 hoặc 4 hoặc 5. Chỉ có thể là lấy một và lấy hết. Vâng. Hiểu chưa? Rồi ạ. Đấy, em định nghĩa cái đường dẫn em đang làm gì em phải hiểu. Như hiện tại em còn đang không hiểu cái logic tiếp theo, cái bước tiếp theo em phải làm là làm gì cơ. Bây giờ có một cách để em có thể cải thiện được. Đó là em lấy giấy vở ra hoặc em lấy một cái file ra em nháp ra đã. Tôi thấy cả cái lớp này chưa một người nào mà tôi xem code của các bạn là các bạn nháp trước khi code. Tất cả mọi người đều đang cứ hùng hục phi vào làm mà còn không biết mình làm cái gì mà mình đang muốn làm gì, và bước này xong rồi thì bước sau mình làm cái gì,
em cũng là một người như vậy. Đó. Các em chưa biết bò, các em đã đòi chạy rồi. Chạy làm sao được? Bây giờ thậm chí là em xóa toàn bộ nội dung của cái file app form này đi, cái file app room này đi. Em nháp ra các bước em phải làm đã thì em mới làm được. Em làm đến đâu em không biết thì em search cái những cái công việc em phải làm ấy. Để hoàn thành được công việc đấy em phải làm những cái gì, em cần thông tin gì. Thì chắc chắn em sẽ làm được. Chứ còn như hiện tại em không bao giờ em làm được bất kỳ một cái gì cả. Nhá. Vâng. Rồi, nháp ra đi. Nếu mà cần thiết buổi sau tôi sẽ chỉ tiếp. Nhá. Vâng. Ok, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. Các bạn về xem xét lại nhá. Xem là mình có thực sự hiểu những cái gì mình đang làm không. Mình đã nháp hay chưa, mình có hiểu các cái bước tiếp theo mình phải làm gì hay không. Chứ còn như Thùy như này là sẽ nguy hiểm đấy. Bởi vì đến khi tôi hỏi lại ấp áo bốn chẳng biết cái chữ nào thì rất là rộng. Dạ, các bạn ở về nhà gặp vấn đề gì trước hết hãy search đi đã, rồi hãng đi hỏi. Việc đấy nó sẽ giúp cho các bạn là khá lên. Chứ chẳng có cái ông nào mà lại